Chào các bạn nhé, cảm ơn các bạn đã đến với kênh Thái Lạng Sơn. Thì hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi một vòng thành phố Lạng Sơn vào cái dịp giáp Tết này nhá, xem cái tình hình người dân ở Lạng Sơn mua sắm đào này, hay là mua sắm gà, hay là mua sắm thịt lợn các kiểu như thế nào nhá. Đây này, thì hiện tại bây giờ Thái đang có mặt ở đường Trần Đăng Ninh. Đây các bạn có thể nhìn thấy đây, những cành đào của người dân vác đi ngoài đường để đem đến cái chợ hoa đào lớn nhất ở thành phố Lạng Sơn để bán. Thì bây giờ đầu tiên thì Thái sẽ đưa các bạn đi đến chợ đào lớn nhất ở thành phố Lạng Sơn trước nhá. Đấy, nghe chừng là tình hình mua sắm Tết của người dân ở Lạng Sơn cũng rất là tấp nập các bạn nhá. Mình thấy gần như là ai cũng đi ra đổ ra ngoài đường và thể hiện trên gương mặt mình rất là vui để đi sắm Tết. Đây là cái bồn tròn ở chỗ Cung Thiếu Nhi, và ở khu vực này là cái sẽ là vào cái chỗ chợ đào lớn nhất ở Lạng Sơn. Chúng ta sẽ vào đấy trước, sau đó chúng ta sẽ chạy tiếp đường Trần Đăng Ninh đi xuống các chợ bờ sông và chợ Dương Vương xem tình hình mua sắm như thế nào nhá. Đấy, đào thì cũng là một cái cây không thể thiếu được trong cái dịp Tết Nguyên Đán của người Việt Nam, nên là cái chợ đào này cũng rất là đông và rất là nhiều người sẽ lựa chọn ra đây để mua đào. Đấy, bây giờ mình sẽ vào đây trước. Các bạn nhìn thấy rất là đông người để ra đây để chọn mua đào, và ở trong này có rất là nhiều những cây đào mình thấy rất là đẹp luôn. Đào này thì là đào của người dân, người ta trồng và đem ra ngoài đây. Đấy các bạn thấy không, đến tầm này cũng khá là muộn rồi nhưng mà người dân ra này mua rất là đông. Đấy, hai bên mé đường có rất là nhiều những cành đào. Nhiều người ta chỉ trồng đào và chỉ thu hoạch đi bán đào để kiếm tiền dịp cuối năm thôi. Đây, có một cây đào to chưa? Đấy, một chú ấy vác. Chắc là chú mới mua được cái cành đào đấy. Mình đánh giá cành đào đó rất là đẹp. Trên này có vẻ như là ít người hơn các bạn ạ. Ở khu vực dưới kia thì nó gần cái khu Cung Thiếu Nhi ấy, thì mọi người đến đứng ở đấy ngắm đào và xem đào nhiều hơn là ở trên này. Nhưng mà trên này cũng có khá là nhiều những cành đào đẹp. Thì thôi, cái chợ đào đến đây của là kết thúc rồi nhá. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đưa các bạn đi đến những cái chợ khác nhá. Theo chúng ta sẽ tiếp tục đi trên đường Trần Đăng Ninh để đi xuống cái chợ gà, một trong những cái chợ gà lớn nhất cũng ở thành phố Lạng Sơn cái dịp cuối năm. Đây, các bạn có thể nhìn thấy trên đường Trần Đăng Ninh rất là nhiều cái cửa hàng kinh doanh. Và bây giờ cuối năm thì gần như là mình nhìn thấy đâu đâu người ta cũng treo cái biển xả hàng. Có nơi thì xả hàng đón Tết, có nơi thì xả hàng giảm giá đến 50%. Phương tiện đi lại trên đường nó rất là đông so với những ngày bình thường. Đây này, bên này các bạn nhìn thấy đây, tranh nhau mua luôn. Cứ đâu xả hàng là người dân mình hay vào đấy mua nhiều các bạn ơi. Phía trước này có một cành đào khá là to, chắc là của một chủ nào đấy đã mua và trở về nhà. Và ở phía bên tay phải chúng ta đây là một cái chợ quất. Thì bây giờ mình có thể mình đảo qua cho các bạn về cái ở trong cái chợ quất này một chút nhá, xong rồi chúng ta có thể đi ra. Đấy, chợ quất cũng khá rất là lớn ở trong thành phố Lạng Sơn. Quất này, kia cũng có đào, có cả hoa này, rất là nhiều thứ. Ở bên này thì nghe chừng cũng cảo thấy mình thấy không đông lắm. Đây, bên này
đảo này chắc là rất là đắt đây. Rồi, trong chợ này nó chỉ có như thế này thôi nhá. Ở phía ngoài này thì họ bán những cái bình để cho chúng ta cắm đào, cắm hoa, cắm nhiều thứ. Chợ quất. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục đi ra đường Trần Đăng Ninh và đến một cái chợ gà lớn ở Lạng Sơn nhá. Hiện tại bây giờ Thái đang có mặt ở khu chợ gà lớn nhất ở thành phố Lạng Sơn, cái dịp cuối năm. Bây giờ mình sẽ đi qua một vòng xem tình hình người dân mua gà ở thành phố Lạng Sơn như thế nào nhá. Rất là nhiều gà luôn. Cái khu vực chợ này thì thường chỉ có dịp cuối năm thôi thì mọi người bắt đầu mới đem ra đây họp, chứ còn ngày bình thường thì không bao giờ có được gặp được những cái tình gặp được những cái chợ như thế này các bạn nhá. Đông luôn. Bao nhiêu tiền hả em? 160 một cân à? Và nhà khác nuôi. Ui, rất là đông luôn các bạn đấy. Và người dân người ta nuôi gà chỉ trông chờ vào bán là cái dịp Tết cuối năm này thôi. Đấy, nó chỉ có một đoạn đường như nhỏ nhỏ này thôi thì sang bên kia nữa là kết thúc rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục đi sang phía nốt cái đoạn đường bên kia để đi hết cái chợ gà nhá. Bên này cũng mua rất là đông người mua, tuy là cái giờ nó khá là muộn rồi nhưng người mua người bán vẫn rất là tấp nập. Như giá gà năm nay mình có hỏi thì nó sẽ dao động từ khoảng từ 130 cho đến tầm 170 các bạn nhá. 170 là gà ngon rồi. Đấy là giá ở thành phố, nhưng mà giá trong huyện thì mình cũng không biết được. Đây là kết thúc rồi các bạn nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong cái khu chợ lợn của người dân bản ở thành phố Lạng Sơn nhá. Nào mời các bạn tiếp tục theo một chân mình nhá. Đây, chợ lợn thì nó sẽ nằm ở vị trí này. Mình sẽ rẽ tay trái và để đi vào. Nó nằm ngay gần Việt Tinh Banh của thành phố. Đây rồi nhá. Hiện tại bây giờ Thái đang có mặt ở khu vực chợ lợn của người dân bản ở trong này. Mình sẽ tiếp tục cùng các bạn đi vào trong chợ lợn này xem tình hình mua sắm như thế nào nhá. Lợn là cũng là một cái mặt hàng không thể thiếu được trong cái dịp Tết cổ truyền của người lợn của người Việt Nam. Và giá cả năm nay thì lợn cũng không đến nỗi đắt lắm. Nó sẽ dao động từ khoảng từ 120 cho đến tầm 170. Là đắt nhất là 3 chỉ. So với dịp Tết như thế là nó khá là bình ổn giá rồi. Đấy, thịt lợn nhiều chưa? Lợn này thì đa phần toàn những cái lợn làng người ta nuôi được á. Trong dịp Tết người ta đem thịt ra đây người ta bán cung cấp cho người tiêu dùng. Và cái chợ này cũng chỉ mở vào cái phiên chợ 27 cuối năm ở Lạng Sơn thôi chứ. Còn ngoài ra thì sẽ không có, chúng ta sẽ không gặp được. Đấy, các bạn nhìn thấy rất là nhiều thịt lợn luôn. Xương này, thịt này. Nhưng mà để tìm được những cái miếng thịt ngon thì các bạn phải đi sớm. Vì ai ai cũng muốn có miếng thịt ngon và nên là cũng có miếng ngon là mọi người sẽ chọn hết.
Đây, bây giờ chúng ta sẽ lên trên này một chút nữa thì là sẽ hết được cái phiên chợ lợn. Đi sang chợ cũng được. Bây giờ Thái tiếp tục sẽ đưa các bạn vào trong chợ Giếng Vuông, một trong những cái chợ thực phẩm lớn nhất ở thành phố Lạng Sơn. Xem tình hình thực phẩm ở trong này mọi người mua sắm như thế nào nhá. Đây, ở phía ngoài chúng ta nhìn thấy bán rất là nhiều những cái đặc sản á. Có cả nem chua kiểu đem lên trên này bán luôn. Hoa quả mới đã giải ra bán ở cái đường này rồi. Rất là nhiều hoa quả. Gà thì ở ngoài họ dồn hết ra cái chợ gà ở ngoài rồi. Ở trong này chủ yếu là hoa quả này. Các cái thực phẩm rau. Đây, rất là đông người đi ra chợ để mua các bạn nhá. Ôi giời, củ đậu nhiều chưa? Ở dưới này cũng rất là nhiều những cái hàng quà Tết, nhìn rất là đẹp luôn, những cái giỏ quà này. Đấy, bây giờ đã giải ra một mé đường rồi. Đấy, đồ nhựa kiểu nó giải hết ra đây bán rồi các bạn nhé. Chắc là hàng nhiều quá, không thể để hết được. Đấy. Những cái đốt vàng hương đây này. Đúng là chợ Tết cho khác. Đi đâu chúng ta cũng nhìn thấy những cái nhu yếu phẩm phục vụ cho Tết. Đây, ở trên này là khu vực hàng dép, giày dép, quần áo. Cũng là những cái thứ dịp Tết mà người dân đi mua rất là nhiều. Trên này cũng rất đông các bạn nhá, không phải là ít người đâu. Wow, thực ra mình đi mình thấy thì cái tình hình mua sắm rất là bận rộn của người dân ở trên Lạng Sơn. Gần như là những cái chợ nào cứ có chợ họp là mọi người đều ở đấy mua sắm rất là đông. Đông quá à. Khu vực này là bán hương, toàn là hương làng của các bà thôi. Đấy, mình đã vừa mới đi một vòng ở cái khu vực phía ngoài của chợ Giếng Vuông thì tình hình mua sắm ở chợ Giếng Vuông rất là tấp nập và bận rộn. Ở khu vực này là khu vực hàng quần áo. Đây, các bạn thấy nhìn hàng quần áo đây, giày dép rất là bận rộn luôn. Mình thấy đi đến đâu có hàng bán là đều là bận rộn hết.
tuyết tuyết. Rồi, cuối cùng mình đã thoát được khỏi dòng người. Rồi, bây giờ mình sẽ đưa các bạn đi đến cái khu vực nốt ở khu chợ đêm để chuyên bán về những cái bóng đèn LED nhá. Bóng đèn rất nháy kiểu á. Xem ở đấy họ mua sắm như nào. Đây là chợ đêm. Đây rồi, bây giờ mình đã có mặt ở khu vực chuyên bán bóng đèn LED. Cũng khá là tấp nập các bạn ơi. Đây này, như các bạn nhìn thấy bên tay trái của mình này, rất là nhiều những cái nơi bán những cái dây điện này, những cái bóng đèn thờ này. Ồ, xuống dưới này thấy nó thấy rất là nhiều luôn. Quá hết cả mắt. Cả những cái đèn lồng chúc mừng năm mới. Nhìn chung mình đánh giá là tình hình mua sắm Tết của người dân trên Lạng Sơn rất là bận rộn. Thôi, cái video hôm nay mình đã giới thiệu cho các bạn về cái tình hình một vòng thành phố Lạng Sơn, xem tình hình mua sắm Tết của người dân ở Lạng Sơn như thế nào. Thì đến đây là kết thúc của các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình nhá.